Xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ em đã có mặt ở nhà ăn Thiên Cherry ở Bình Dương rồi cả nhà ơi. Thì vừa tới thì anh em ngồi đây tí xíu thì nhà bắt đầu dọn cho đãi một cái chầu ăn. Cái này chắc cháo gà, gỏi gà gì. Hôm nay đãi cái gì vậy? Cháo gà anh ơi. Đây ăn Thiên Cherry đây cả nhà ơi. Thiên Cherry nha mọi người. Hôm nay thì xuống tới nhà của anh Thiên rồi nè, anh Thiên đãi ăn cháo gà. Thì anh Thiên có chia sẻ gì không anh Thiên? Em cảm ơn thay mặt ở Bình Dương, cảm ơn các anh chị Mình Quân, là những là anh Bình Dân, là anh Long Đặng và chị Trang Nguyễn và các anh chị Mình Quân khác ủng hộ, chị Bỉ Kỳ, anh Đạt nữa ủng hộ cho Bình Dương. Cảm ơn anh Hương Trần và anh Quang và tất cả anh em trong nhóm rất là nhiều. Chúc các anh chị là cùng phụ không về làm ăn phát tài. Ủa bắt đầu phụ lại đâu có chuyện gì? Để nó chúc cùng bắt. Hôm nay Hương Trần cũng đến là tặng bánh trung thu cho, của chị Trang Nguyễn cho An Thiên luôn. An Thiên cũng em cũng cảm ơn chị Trang Nguyễn đã tặng cho em một bánh trung thu. Quang mốt hả Quang? Để chúc con mốt cho. Cháu dọn ra cả nhà. Cháu gà ngon lắm nha mọi người ơi. Cháu gà ta xuất sắc luôn. Bị nói hoài à. Đây bị sụt lỗ. Vô lấy thêm cho đi, vô lấy thêm mấy chai gì đó cho đi. Chai nước cho đi. Có lấy gì không em phụ vậy chị? Kệ nó xong rồi. Lấy rồi cưng. Ngồi đi. Mấy cô đồ ăn cho hết rồi ăn chưa cô? Dạ. Sướng quá ha, qua đây chơi. Chưa ăn rồi, ngồi chơi chung ăn với tụi con cho vui. Mấy con ấy đi, con phục vụ được anh. Trời ơi, vậy ngại chết. Ngại gì? Có gì đâu ngại. Trời. Ngại lắc hết nồi luôn. Ăn đi, lấy sướng. Yên tử nha. Lâu lâu vậy tự nhiên kệ, làm sướng sướng được rồi. Ủa, yên tử hôm nay xuống đây hèn quá ha. Dạ, giả hiền, giả điên. Chứ diễn tử giả hiền quá à. Dạ, dạ gặp em mà chế khốp hả chế? Đây à, nãy em gì cái danh sách không phải được. Đang giả đó, đang diễn diễn á. Dạ, mời cô ăn dùng. Mời anh chị trong nước mình nước ăn nha. Trời ơi, nãy biết mời luôn trời. Sáng đi có quà đủ rồi phải không? Ghê thiệt. Hôm nay biết mời luôn trời. Chồng ăn đi chồng. Nàng ở dưới chồng, dạ đi chồng. Cái hàng hóa. Anh Thiên ơi, cái hàng hóa em chuẩn bị xong hết rồi phải không? Rồi, anh quay vô đây, đây cả nhà. Đây, tí xíu em ăn sao ha. Hương Trần cũng đặt hàng, dạ không có, đặt hàng sẵn ở đây hết rồi. Thì hôm nay vô kiểm tra đơn, với lại Hương Trần cũng có đem xuống lạc xưởng rất là nhiều. Hôm nay vô sẵn bịch luôn rồi. Vô chị Hoa đó. Ý là tưởng là con định đậy là đậy để rồi con xuống rồi con vô. Không, mẹ vô, cái vô luôn. Đây chuẩn bị quá chu đáo luôn anh Đăng ơi. Đây anh Thiên chuẩn bị quá chu đáo luôn, có chai nước suối trong đây luôn nha. Có luôn. Thấy cưng rồi mấy cái này là... Dạ mấy cái này để sau. Dạ dạ. Đây. Đây có nước mắm, nước tương, dầu ăn, rồi có kèm thêm chai nước suối nha. Là theo mọi người luôn rồi đó, là theo ý của mấy anh chị là có nước suối đây cho mọi người luôn. Với đường một phọt rồi đó, mì nữa đó. Ở đây là 100 thùng mì. 101 thùng mì phải không? Ở này cũng 101 luôn. Dạ, cái nào cũng 101 phần hết. Thì hôm nay Hương Trần chuẩn bị sẵn đây là 101 chục phần quà, vừa có mì, dầu ăn đồ đầy đủ. Và thêm nữa, ngoài 101 phần quà combo á, thì Hân Trần có chuẩn bị thêm của 55 ký của anh Randy Lương, 16 ký của 10 ký của chị Mỹ Kỳ và 6 ký của anh Đạt. Hôm bữa anh Duy Hồ á được tặng 2 ký mà cá dứa đó, thì hôm nay Hân Trần đổi ra 2 ký lạp xưởng tặng luôn. Thì hôm nay Hương Trần xin đọc cái danh sách, em đọc cái danh sách cho mọi người nha. Dạ, anh Minh Dân là 100 phần combo, anh Long Đặng là 10 phần, chị Ý Kỳ là 10 ký lạp xưởng truyền thống, anh Duy Hồ là 2 ký lạp xưởng, anh Randy Lương là 55 ký lạp xưởng, anh Đạt là 6 ký lạp xưởng, là tổng cộng đây là 71 ký lạp xưởng nha, với lại 101 phần. Dạ cũng cảm ơn tất cả các anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho nhóm tụi em để có làm những chuyến thiện nguyện thật là ý nghĩa nha mọi người ơi.
Cảm ơn, cũng cảm ơn cha An Thi Cherry nha, cũng hỗ trợ cho nhóm tụi em là vô bạch vậy nè. Vô bạch vậy sẵn luôn. Để tụi em là sáng là tụi em xuống là tụi em định tự mình vô cái này để phát, để phụ An Thiên, mà An Thiên làm hết luôn rồi. Cũng cảm ơn An Thiên và gia đình nhiều lắm luôn. Hương Trần cảm ơn chị Trang Nguyễn rất là nhiều, chị cũng tài trợ cho chuyến đi này, xe cộ đồ chị tài trợ cho nhóm tụi em xuống Bình Dương, Giao Duyên. Cảm ơn chị là gì của An Thiên? Dì ha, dì dì của An Thiên, cũng như là gia đình của An Thiên đã hỗ trợ. Thì cái đây là 110 combo á, là An Thiên Jerry đã làm phiếu rồi. Và những cái phần này á, thì một lát hồi á, là Hân Trần nghĩ là phát sao thêm kiểu như cô chú sao còn em tính vậy là đúng được không? Đúng rồi, hay là em muốn là năm cái này là gộp vô luôn không, hay là em muốn phát sao? Bây giờ là lạc xưởng để tính sao đi. Còn Vậy bây giờ anh tính vậy nè, giống như kiểu mà cô chú nào mà khổ á, đó tội thì cậu luôn á, đó là mình cho thêm nửa ký là đó. Còn những cô chú đằng sau mà chưa không có phiếu á thì mình cho người ký một ký. Anh thấy vậy ok không? Ổn không? Ok, vậy là nhóm em quyết định vậy ha. Em có danh sách là chú của em là chào chú. Dạ chào chú. Dạ chào chú tổ trưởng. Wow. Thì Hân Trần cũng nói là 10 giờ 10 rưỡi mới phát dạ, đến là sớm là để là nữa 10 giờ là có bên khu phố. Dạ, trưởng khu. Dạ. Cảm ơn cái nhóm. Dạ. Dạ, có rồi lại cảm ơn nhóm. Dạ. Tụi con mình xuống thì cũng đợt trước thì An Thiên cũng có nói tụi con là dưới đây cũng có rất là nhiều, nó nói thôi vậy đợt này ghé An Thiên làm đi đó, nhóm cũng ok hết thì tụi con xuống dưới đây tụi con làm giao duyên dưới đây. Dạ bởi vậy cũng có duyên. Dạ cảm ơn chú nhiều. Dạ đó, cái quà chuẩn bị sẵn sàng hết rồi cả nha. Thấy hoành tráng ghê không? Rất là hoành tráng, rất là hoành tráng luôn. Thì Hương Trần chở ra ngoài ha, tiếp tục trò chuyện với mọi người. Trời, chào về gì ăn đi. Dạ. Rồi ra ăn đi xong. Dạ. Rồi dạ. Rồi ngồi vô ăn miếng đi rồi. Cũng muốn ăn đi, mời cả đây vô. Đây. Xin giới thiệu, ở đây là anh tài xế đẹp trai nha, hồi sáng giờ chưa có quay. Thì đây anh tài xế đẹp trai, cậu của Quang nè, đó. Tân nha mọi người. Ơi, có người yêu chứ vậy trời, Tân ơi. Mọi người coi cái clip này, mọi người cũng ông Quý chưa có chồng á anh Tân ơi. Ông Quý 19 tuổi anh Vinh ơi. Nó chỉ đợi anh tí xíu nha. Đợi xíu mấy phút nữa. Anh Vinh ơi, có thích em không? Đợi em xíu. Ai có nhu cầu? Ai có nhu cầu? Ai vậy lắm kiếm chồng á. Dạ được. Bây giờ ông Quý tút lên lại kiếm chồng á chị. Một lát chị làm mai cho em nha chị. Bây giờ ông Quý bắt đầu tút lên kiếm chồng á. Một lát chị làm mai nha, em sẵn lên đây kiếm chồng mất ok. Kiếm bánh đò. Dạ. Dạ em cảm ơn chị nha. Em tút lên đây kiếm chồng á. Kiếm bánh đò. Em tút lên đây kiếm chồng, em bốc vào quanh bánh chị em. Tưởng tượng ăn không biết mời ai em. Rồi, quán được à? Dạ. Ăn không biết mời ai hả em? Quán. Quán mời rồi. Mời mọi người trong lúc ăn nước ăn nha. Mời cả đây với ăn nha. Dạ thôi được rồi. Rồi. Mời mọi người. Chị mấy chị ăn đi. Ôi gà. Gà này gà ta phải không cô? Lúc áo rồi. Lúc áo bùng. Nấu từ lúc mấy giờ đến giờ mới có hả con? Cất gì là nấu thôi, sợ dưới lên đói á. Cái này quánh quánh nha, quý ông mới ăn nha. Quánh quánh không thường quý là chết á. Ăn đi anh, ăn đi. Quá, nguyên nồi này ăn cho hết rồi mới được về đó nha. Ủa đâu có sao đâu. Phía trước đây dòng sông rất là đẹp nè, ai ăn không hết là nhảy xuống. Dạ được rồi, còn mấy phút nữa. Ngày nào qua đây là mệt, vui lắm đó, ai cũng đẹp trai đẹp cái lắm đó. Ngày nào qua đây nha chị. Không, để chút xíu dòng đủ. Đẹp trai đẹp cái lắm đó. Ăn đi cơm đi. Quánh quánh. 10 giờ mới tới. Mấy chị này cũng đến nhận quà nhưng mà hẹn 10 giờ làm đúng bài bản ha cả nhà ha. Dạ, không sao đâu, em chấm chung với ông cậu. Ráng ăn nha. Em mời mọi người ăn cháo nha, cháo gà rất là ngon ha. Ngồi nước thiên nha. Cô chị vô ăn luôn đi chị. Ăn đi, ức ăn rồi. Ôi ôi, Hương Trần không ăn da, ăn da cho đẹp da đi má. Ăn da cho đẹp da đi. Ăn da đi cho dai.
Thì dai để cho ông Danh ông ăn. À, ông ăn lại. Gà bắp cải. Ăn có bài nhiều Danh nó đừng ăn. Vậy. Ăn mấy này sung lắm rồi. Ăn mấy này sung. Đưa nó ma đi. Nè muỗng nè. Gán đứa. Đi khúc rồi về. Xuống đây con thấy không khí mát mẻ kìa. Ừ. Anh như hữu quá là lẹ phục vụ thì hữu quán nó quạ. Má lại lẹ phục gì thì. Thì hữu mèn à. Cũng như đó vậy nó xin đặt tu đánh to quá mà. Tu đánh to phục gì vậy lẹ. Chỉ ra chụp hình là quay lại làm bằng chứng chứ còn. Tiểu tử giờ hết. Tiểu tử nè, tiểu tử nè. Hết thời rồi. Chị nha. Hết thời rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Hết thời rồi. Hết tháng này nhóm nhóm em cho nó lui cung rồi đó. Nó hết thời. Ngồi tiếp điện tử là ai đây? Quang. Quang. Quang hả? À, còn này là anh tài xế hả? À, đúng rồi, đừng quay. Đây là Hưng Trần. Đây là chị Quý. Chào mọi người. Thôi, Quý không? Quý không? Quý được rồi, Quý được rồi. Thủ. Quý được rồi. Thủ, Danh. Danh này, Danh này. Rồi. Anh đẹp trai nhất. Thần Danh, Thần Danh. Anh đẹp trai nhất của Quý. Thần Danh, Thần Danh. Đâu cầu ha. Ăn thử đi. Anh đẹp trai nhất Quý, anh đẹp trai nhất. Đủ non rồi. Quang. Quang đẹp trai nhì Danh. Ba Hưng Trần. Rồi, bốn. Đây là bạn của Quý xấu quắc nhất Hữu Lẹp. Tiểu tử. Nhất Hữu Lẹp, Quý xấu quắc nhì Yến Tử. Quý xấu quắc. Quý Yến Tử xấu quắc hả? Quý xấu quắc, Yến Tử Lẹp, Quý là xấu quắc. Yến Tử cũng xấu quắc. Yến Tử cũng xấu quắc, Yến Tử là Hàn Quốc. Yến Tử là Hàn Quốc. Yến Tử sao sánh bằng... Yến Tử là Hàn Quốc, Yến Tử là ma quỷ. Yến Tử là ma quỷ hả? Hàn Quốc ma quỷ. Ma quỷ. Yến Tử vui lắm. À, sẽ giới thiệu với mọi người nhóm em cũng có giấy số đi theo nha. À, giới thiệu lại đây nè. Số gì? Đà Hàn Quốc giấy số gì? Nãy giờ nói Tiểu Tử này kia mà nó quên nói Hương Trần nha. Dạ, hello mọi người. À, Hương Trần đây. Chính đây là Hàn Quốc. Đây là Hương Trần là trưởng nhóm phải không? Dạ. Là trưởng nhóm đây. Đạo diễn. Trưởng nhóm mà đạo diễn luôn. Kim đạo diễn. Ông cháu gà ngon thì chứ. Rồi ăn đi, ăn đi. Dạ, chị ăn luôn này chị gì? Vậy ở đây là anh Danh này bị Danh nè chồng mà đều làm những nữ luôn chồng rồi người làm luôn làm tình hả ghê quá thôi tiện nói sáng giờ uống thuốc chưa sáng giờ uống thuốc chưa anh đừng chửi em đang lên clip rồi đừng chửi em ờ cháu gà con ngon dẫn. Gà ngon ngon uống đây có gà mừng rồi quay Danh nãy ăn ba tô gì trời mối nữa không anh là ba tô anh mới con tô à ăn hai tô bị nè ăn ai ăn anh ăn nữa thôi rồi làm hũ này đi bánh lăn đi anh à. Không đồ hũ non hũ non ngon lắm đó rất là chất lượng luôn cảm ơn em anh này anh đẹp trai ghê vậy quý vậy trời. Anh có người yêu gì chưa anh? Có rồi, hồi người Việt đám cưới sớm lắm. Anh đám cưới sớm mà. Người Việt là đám cưới sớm lắm, mười mấy tuổi là cái gia đình à. Tưởng chưa có là mai quý. Ừ. Để bé cũng được mà. Thằng gì đúng không? Quý Danh có thích em là được rồi, vợ bé được rồi. Vợ bé luôn hả? Ừ. Nếu mà cái vợ sớm lắm. Nếu mà cái gu anh mặn nữa, giới thiệu Tiễn Tử cho không? Hay dữ trời. Ăn thì ăn luôn thì. Ờ mà mọi người. Ăn đâu phải không? Mà chưa vô ngồi vô ăn vô vô. Em ngồi đi em. Sao vậy? Dạ, đẹp không phải khoe chứ em. Đâu vô. Xấu bà tử gì. Xấu gì quá trời. Ngon rồi. Xấu không bằng những về vui là được rồi. Xấu không bằng những về vui với lành đại cũng được quá. Ai cũng quý lắm.